Hello, chào mừng mọi người trở lại với Thu Hà nha. Hôm nay Thu Hà sẽ lên sóng cho mọi người một mẫu winner sơn 3D nha. Cái mẫu này là mẫu màu bạc đen 3D nha, không phải là màu zin. Tránh nhầm lẫn, tại vì màu zin á là cái tông bạc nó sẽ xám hơn, sáng hơn một xíu nha. Và trên xe chỉ có đơn giản một cái logo cánh chim với lại cái chữ winner đằng sau thôi. Còn cái này là mẫu bên Hà lên 3D nè, mọi người thấy nè, nó có phần tem màu cam nè, không có đụng hàng đâu nha, thiệt luôn, đẹp lắm. Phía mặt nạ trước thì cũng có thiết kế tem chữ đơn giản nha mọi người, không có quá cầu kỳ, tại vì cái dòng xe này dành cho nam mà. Mấy anh nam thì thường không có thích là hoa lá nhiều quá, thích đơn giản thôi, nhưng mà vẫn toát lên được cái nét đẹp của chiếc xe nè. Xe này thì mọi người có để ý là cái tay thắng với lại cái bao tay với tay thắng gì nó khác ha, là tại vì bên Hà độ lên rồi nha anh chị. Đối với cái mẫu xe này á, mình độ lên như thế này á, tay thắng này mình độ lên mình tăng chỉnh được nè, bánh không có bị gãy nè ha. Rồi bao tay nữa nè, rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp. Xe này có phân khối là 150cc và được trang bị rất là đầy đủ luôn ha, vừa có hệ thống phanh ABS. À Hà nhầm, cái mẫu này là phanh CBS nha mọi người. Cái mẫu này là phanh CBS nè. Cái mâm này bên Hà độ nha, mâm nhện, Hà gọi cái này là mâm nhện. Tại thấy nó rối cái mạng nhện vậy đó, nên gọi nó là mâm nhện cho nó nhanh. Nó có nhiều màu nha, ví dụ mình không thích màu đỏ, mình có thể mình gắn màu bạc cũng được nè, hoặc màu xanh dương cũng được, hoặc là màu vàng cũng được ha. Có nhiều màu cho mình chọn lắm á. Sơn 3D thì mình được bảo hành nước sơn là 1 năm nha. Và tem này bên Hà sơn luôn á, nên là nếu mà mình không có thích cái họa tiết này á, thì mình có thể đặt bên Hà sơn theo yêu cầu á, chứ không có lột ra được nha, lưu ý giúp Hà nè. Phía trước thì có gắn thêm chống độ trước nè, tại cái mâm màu đỏ rồi nên bên Hà gắn luôn cái chống độ trước màu đỏ. Với lại cái bảo vệ kết nước ở trong đây hình như là gắn màu vàng, mấy bạn có thể đổ nha. Cái nước bên Hà nhiều màu lắm, xanh đỏ tím vàng, màu nào cũng có hết trơn á. À không, không có tím nha. Màu vàng có, màu đỏ có ha, màu trắng, màu bạc, màu đen có nè. Rồi xe này có trang bị khóa cái cổng sạc đó nè mọi người. Cái cổng sạc này là mình cắm trực tiếp cái chui vào mình xài được luôn á, không cần phải mua thêm một cái tẩu sạc giống như Exciter 155 nữa ha. Rồi xe có khóa thông minh luôn nè, và sử dụng cái remote này thay thế cho chìa khóa ha. Đối với cái mẫu này á thì mặc dù á là phiên bản cao cấp khóa thông minh, nhưng mà nếu mà có điều kiện anh chị mình nên trang bị thêm một cái định vị GPS nữa, tại vì bên Thu Hà đang có chương trình giảm giá 50% cho khách hàng mua xe mới khi gắn định vị nha. Và xe này sẽ được trang bị cái màn hình LCD, đồng hồ full LCD luôn, để cho mình dễ dàng quan sát trong quá trình di chuyển hơn nè. Phía sau thì bên Hà có đổ thêm một cặp chống đổ sau nè, một cây phuộc nè, phuộc Orlin nè, đúng không ta? À không, phuộc Nitron nha. Ừ, Nitron, tự nhiên đây là màu vàng, bình thường Hà thấy phuộc Nitron là màu đen. Cái hộp này nó màu đen, Hà nhầm. Rồi dây gắt te nè, bên Hà đổ lên nè, đó. Rồi đối với cái mẫu xe này thực ra cũng còn khá là nhiều đồ chơi nữa hay ho đó. Anh chị mình có thể liên hệ với Hà để được tư vấn thêm, hoặc là mình ra trực tiếp cửa hàng cũng được. Mình tới mình tham khảo giá cả phụ kiện cũng như là mẫu mã, sau đó mình gắn tại cửa hàng cũng được ha. Đối với cái dòng xe này á, hiện tại đang dao động giá từ 32.500.000 cho tới 35.000.000 nha, tùy phiên bản. Thì thấp nhất là mình có thể trả trước tầm khoảng 4-5 triệu là vẫn có thể sở hữu được xe. Và lưu ý là cái số tiền này nó sẽ thay đổi tùy theo nơi đăng ký nữa nha. Và trước khi mà tới mua xe, đừng quên liên hệ với Hà, đặt lịch hẹn qua hotline để mình được hỗ trợ chi phí đi lại từ 500.000 tới 1.500.000 nha. Số điện thoại hotline của Hà là 0937 438 101, địa chỉ ở Hoa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Hà có để trên màn hình và phần mô tả luôn mọi người nhé. Ngoài cái màu này ra thì bên Hà có rất là nhiều màu khác nữa, bản màu zin này đầy đủ rồi nè, trang bị thêm cả màu độ 3D nữa cho mình lựa chọn ha. Nên là Hà rất là mong muốn mọi người có thể ra trực tiếp cửa hàng gặp gỡ với Hà để được tư vấn và trao đổi kỹ hơn nha. Nếu mà anh chị mình ở xa, mình có thể đi xe khách cũng được, đến ngay ngã tư Sở Sao, Hà hỗ trợ đóng vào miễn phí, không mất gì hết nha mọi người. Hà rất vui mọi người đã theo dõi hết video nè. Cảm ơn và hẹn lại cả nhà tại cửa hàng trong thời gian sớm nhất nha.